These are the streets, various shops here. It is a market, small market. Không thể tin, nhưng mà ông kia là quá tuổi, tôi quá tuổi nghĩ ông này quá tuổi mới nghĩ cho tôi chúng này hết chưa, nên không biết tâm sự. Quá tuổi thì lâu người ta xuống 3 tuổi, ông nhìn cái đó gì đó, thì đó là ông kia là 3 tuổi sáng sủa, tại sao tôi quá tuổi tôi nghĩ mà ông này quá tuổi mới nghĩ. Tại xưa nay vừa mới nói đầu đầu nhá, đó là ông phần gần nhất. Hiện nay cái chỗ mình cũng tạo á, hôm nay thì mùa thu nhật quang cũng nuôi là chính vì yêu cầu nhưng thường thường là mình chắc cũng phải nuôi. Hiện tại nay á, do cái tình chỗ mà yêu cầu là nếu tình thì nghĩ là nổi này, chứ nghĩ là nổi. Có gì ảnh thấy không? Nói gì để nhớ cái lan quang. This is the Bhikkhu Sangha here in the monastery. Maybe later I can tell you the details, but it is a huge monastery, very beautiful monastery, and this is the Bhikkhu Sangha here. And all the laymen, women are here. They are sitting down. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phép quy tam bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. Đại hạnh cha đi la ra tăng ma tha ya hi ta ya sơ kha ya nam mô ta sa pha ga ma tu. Chúng con xin hồi hướng cho các vị ân nhân của chúng con, cho các vị
là ngài cố trưởng lão hòa thượng Vũ Chơn, cùng ông bà cha mẹ chúng con